Sáng nay, lãnh đạo Sở Y tế thành phố cho biết vừa ghi nhận một trường hợp là người chăm nuôi bệnh nhân tại bệnh viện Đà Nẵng dương tính với sars-cov-2. Cụ thể, bệnh nhân M.D.L sinh năm 1989, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là người nhà chăm sóc cha đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Trước đó, chiều ngày 27 tháng 6, bệnh nhân đăng ký vào chăm sóc cha là bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa Nội thận nội tiết. Theo quy định phòng chống dịch tại bệnh viện Đà Nẵng, anh MDL được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Đến tối cùng ngày sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nam thanh niên này được vào khoa chăm sóc người nhà theo quy định. Đến ngày 29 tháng 6, bệnh viện tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch hàng tuần cho toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà chăm sóc thì nam thanh niên này có kết quả xét nghiệm lần một dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi đó, người nhà nam bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trong chiều ngày 29 tháng 6, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Phổi Đà Nẵng điều trị. Bệnh viện Đà Nẵng cũng tiến hành phong tỏa một số khu vực có nguy cơ bên trong để sàng lọc.